Mai xin chào cô chú anh chị và các bạn. Mỗi lần mẹ tới đó thì mẹ luôn ở lại cả ngày để chơi với con cháu. Con của Mai vào thứ tư thì chỉ có học một buổi sáng thôi, chiều có con ở nhà và ông xã đi làm cả ngày đó. Thì mẹ muốn ở lại đến tối còn được gặp con mình, ít nhất thì cũng một tuần gặp được con cháu mình một lần. Đặc biệt đấy thì video của Mai thì có chia sẻ quay quần trong cuộc sống gia đình, cách đối nhân xử thế giữa mẹ chồng con dâu, bố chồng con dâu, mẹ hai hay là cô dì chú bác, anh em họ hàng trong gia đình. Có nhiều người mới xem kênh của Mai đó thì không biết đâu là mẹ sinh ra ông xã của Mai. Và thì hôm nay Mai giới thiệu với cô chú anh chị các bạn, người mà Mai luôn gọi là mẹ cả đó, là mẹ hôm nay tới này, là mẹ là người sinh ra ông xã của Mai. Còn người mẹ nho nhỏ mà luôn đi với ba của Mai đó, đó là mẹ hai, và mẹ luôn đeo kính ấy, đó là người đến sau. Thì ba với lại mẹ hai thì không có cưới nhau nhé, và mẹ thì với ba dượng cũng không có cưới nhau, hai người chia tay và ai cũng đều có người yêu mới và sống với nhau được 35 năm rồi. Tối nay có anh chồng san cơm nữa nên Mai làm món salad tôm xoài đãi mẹ và anh. Và Mai có quay lại để chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn. Thì như cô chú anh chị các bạn đã thấy đó, cái máy quay Mai đang để gần cận cảnh ấy, là Mai sẽ cắt cái video chia sẻ làm món salad tôm xoài thế nào để chia sẻ tới cô chú anh chị các bạn sau. Và đặc biệt thì cô chú anh chị các bạn thấy đấy, nếu mà Mai không để cái máy quay xa như này đó thì sẽ không ai nhìn thấy mẹ đang đứng mẹ phụ Mai đâu, mà chỉ thấy Mai đang quay cận cảnh là Mai đang bóc tôm thôi. Ok, món salad tôm xoài của Mai đã xong. Cô chú anh chị các bạn thấy đẹp không? Rất là đơn giản nhé. Và rất là đơn giản, cô chú anh chị bạn thấy đẹp không? Đó, có đầy đủ màu sắc luôn nhé. Như là Mai cho gần cho cô chú anh chị bạn xem này. Đó. Xanh, đỏ, vàng. Đây là giống như kiểu sắc xuân hoặc là sắc thu, rất là đẹp nhé. Hy vọng cô chú anh chị các bạn yêu thích món này. Đó. Mai mời cô chú anh chị các bạn ra bàn ăn cơm gia đình Mai nhé. Đó, ở Pháp thì không phải ai cũng thích ăn hải sản nhé. Ở Việt Nam thì mọi người thích ăn hải sản, nhưng ở Pháp thì không phải ai cũng thích ăn hải sản. Đặc biệt thì Louis không có ăn cái món này. Nói chung là mỗi một lần mà Mai chế biến tôm, làm món gì về tôm hay là rất nhiều món hải sản như cua, ghẹ, ốc hay là sò diệp ấy, có ngon đến mấy thì ít khi Lui ăn lắm. Hay là hai đứa con của anh chồng Mai cũng không có ăn nhá. Chỉ ăn một trong vài món thôi chứ không phải tất cả. Nên là hôm nay thì Mai làm thêm món súp bí ngô nữa. Thì Lui thì ăn súp bí ngô, chứ salad tôm xoài thì không ăn. Trong khi gia đình nhà Mai thì ai cũng thích. Anh nhá, món súp của Lui nhá. Gia đình nhà chồng Mai thì nguồn gốc đến từ ngôi làng này nhá. Nên là ngày xưa mẹ lấy chồng về đây đó, thì ông xã của Mai, anh chồng Mai sinh ra từ đây nữa. Nên là nói về những người ở làng, nói về ai đó thì hầu như là mẹ cũng biết. Tại vì là mẹ đồng hành cùng từ khi mà anh chồng và ông xã của Mai sinh ra đến khi mà 16-17 tuổi đó. Thì ông xã Mai được 16-17 tuổi thì ba mẹ Mai mới ly dị. Nên là sau đó thì mẹ mới rời khỏi cái làng này. Nên là bây giờ em mề mà hỏi về bạn bè của ông xã Mai đấy, từ nhỏ nhỏ đấy, thì hầu như là mẹ biết hết. Nên là con hỏi cái gì, thắc mắc gì thì cũng được bác, ba và bà trả lời cho. Ở Pháp nhá, thì từ ăn đến uống họ cũng chờ nhau. Ví dụ như là trong cái bữa ăn hôm nay đấy, thì gia đình nhà Mai ai cũng ăn xong cái món khai vị rồi. Riêng anh chồng Mai chưa ăn xong á, thì cả nhà sẽ ngồi lại đợi đến khi nào anh ăn hết á. Thì anh ăn xong rồi thì mình bắt đầu là mới dọn đĩa và đưa ra món mới.
đó là Mai cắt đoạn video rất là dài đấy, anh ăn rất là chậm, ăn gì cũng vậy, anh vừa ăn chậm lại vừa ăn ít nữa, nên là cả nhà ăn xong bao giờ đợi anh. Và ở Pháp là như vậy đó, cũng không bao giờ ai uống xong là rót luôn, mà phải đợi đến người cuối cùng uống hết cái ly đó đó thì họ mới rót. Đó, Mai để cái đoạn hội thoại để cô chú anh chị các bạn hiểu mẹ chồng của Mai đó. Dù cái đĩa ăn salad rất là bẩn nhá, mấy cái thứ hai là cái món khai vị thứ hai là món súp nên bắt buộc phải thay đĩa. Đấy là bắt buộc, mình không thể nào mà cho cái đĩa súp vào trong cái đĩa bằng được. Thế nhưng mà mẹ vẫn không muốn nhá, mẹ vẫn nói là con lại thay đĩa à. Đó, đó là tính của mẹ đó, mẹ rất là giản dị. À, bây giờ thì Mai ra món súp. Mình lấy ít thôi, không sợ mọi người không ăn hết đấy. Hai món khai vị sẽ rất là nhiều. Đây là súp, súp bí ngô. Mai đã mua, nhưng mà vì không có xương xương gà đó, đợi đến hôm nay có xương gà mới nấu. Mày cho một chiếc lá vào cho nó đẹp. Yên tâm mọi người, không ai ăn đâu. Ok, món súp bí ngô của Mai đã xong. Đúng ra là món súp này mình Mai nấu cho bữa trưa, nhưng mà vì là Mai để nước nhiều quá đấy, nên là nếu mà mình mà mix nó ra như kiểu đánh nhuyễn nó ra thì hại loãng quá, nên là Mai để lại tối ăn. Này, tối này Mai đun thêm để cho nó cạn bớt nước đi đấy, thì ra cái súp nó mới vừa đậm đặc ngon. Sau 3 tháng đông ăn chơi đó thì Mai bắt đầu quay lại công việc. Tuần này tuần sau là Mai kín lịch luôn. Và tuần sau đấy, cuối tuần sau là ngày lễ ở bên Pháp, nên là cũng là kỳ nghỉ lễ của bọn trẻ con được nghỉ 2 tuần. Nên là đến thứ chủ nhật tuần sau là gia đình nhà Mai đi du lịch. Và Mai vẫn có khách đặt chủ nhật, nhưng Mai chỉ chuẩn bị để cho sếp hôm đó đi phục vụ thôi, chứ Mai không phục vụ. Nên là Mai rất là bất ngờ là vừa quay lại công việc xong ấy, thì cái tiệc cuối tuần này đó là Mai đã được đặt trước đây mấy tháng rồi. Còn đâu là cuối tuần sau đấy là Mai làm 3 ngày thông, thứ 5, thứ 6, thứ 7 liền 3 ngày, thì mà hầu như là phục vụ bữa tối nhá. Nên là Mai rất là bận trong thời gian này, Mai không có thời gian mà dịch những lời thoại đấy. Mong cô chú anh chị các bạn thông cảm, Mai dịch thế này cho nhanh. Khi nào Mai có thời gian thì Mai sẽ dịch chi tiết hơn. Oui, t'as pas mis 2 cubes de volaille. Je mets de l'os de poulet, mais tu ne t'en sais faire bien le sauce. Aujourd'hui, je suis cuit et je sens que les autres vont manger. Si je cuis trop, c'est le poulet tout mou. Đó, cô chú anh chị các bạn thấy không? Ông xã và Louis rất là sành ăn nhé. Tại vì là bao giờ mình cũng quen cái vị của một người nào đó nấu. Dù không ngon nhưng mình ăn quen vị thì mình vẫn thích cái vị đó và nhớ cái vị đó. Đặc biệt hôm nay thì Mai ninh đấy. Thì bình thường ra đấy là Mai ninh lâu hơn. Vì vậy mà nước cũng cạn đi và nó sẽ vừa. Rồi xương mình, nó nhừ mình chỉ múc ra mình bỏ đi thôi. Nhưng hôm nay thì Mai chỉ có ninh qua xương thôi. Tại vì gà nó rất là nhiều thịt đấy. Thì Mai lấy cái bộ xương gà ra để Mai ăn như kiểu dạng gà luộc ấy, thì chỉ có cái nước để nấu súp thôi, nên là cái độ ngọt của nó không có ngon bằng mọi lần. Ông xã và Luy ăn phát hiện ra ngay. Oui, mais toi tu pipes bien avant ta sœur. Non. Mais je change ça encore. Oui, mais là ça marche, elle peut pas aller sous les mains. Mais ça, alors il marche avec le premier.
prendre l'ananas. Tu veux ananas aussi? Mais attends. Ah bah non, on va attendre. Je vais aller après. On va essayer de faire cette passion. Ah moi, je veux du poulet, hein. Je sais. Peut-être tu veux pas poulet? Ah non, merci. Tu n'aimes pas tout le petit poulet? Non, mais non, je me suis bien. Ai từng sống ở Pháp hay là sống ở nước ngoài thì có thể biết là ở Pháp ấy thì 10 gia đình thì 9 gia đình có máy rửa bát. Hầu như là cái chuyện rửa bát này là họ không có nặng. Ăn nhiều, ăn ít, ăn một lần đĩa, hai lần đĩa, ba lần đĩa thì cũng cho hết vào máy rửa được. Và cái số người của nhà Mai hôm nay chỉ có 6 người đấy. Thì kể cả có thay đến mỗi người 4 cái đĩa thì cái máy nó vẫn rửa được hết. Thế nhưng mà cô chú anh chị các bạn có thể thấy đấy, khi Mai chia đĩa cho mọi người đấy thì mẹ của chức thôi mẹ dùng lại cái đĩa của Lui, nhưng cái đĩa của Lui thì Lui chưa có dùng nhá, mà con chỉ ăn súp ở bên trên, thì cái đĩa thứ hai là món chính. Nhưng cái quan trọng là mẹ không muốn mình phải thay đĩa rồi mất công bê đi bê lại đấy, chứ không phải là mình phải rửa. Cái này là cái mà kiểu mẹ thương mình đó, mẹ lo lắng, mẹ không muốn là tạo việc cho mình, hoặc mẹ không muốn là mình vất vả đó. Đó, thì thật sự là mẹ thì chuyên đi làm công ích, chuyên làm công ích giúp đỡ người khác. Đó, nhưng lại không có muốn con cái vất vả, mà cũng chỉ vì vậy mà mẹ rất chiều con trai của mẹ, như hai người con trai của mẹ đó, anh chồng và ông xã của Mai. Nên là ông xã của Mai đó là không có gọn gàng trong gia đình lắm đâu, mà cũng không có biết làm nhiều việc nhà. Nói chung là vẫn hộ vợ, giúp vợ, nhưng mà anh ấy không có biết, không có ngăn nắp như những người khác đâu nha. Đây giờ Mai nghĩ lại là chắc là ngày xưa là mẹ làm hết đến phần các con á, chăm các con hết á. Thật sự là nói về mẹ chồng thì Mai nói mãi không có hết. Tại vì mẹ có rất nhiều đức tính tốt, nghiêm nghị, giản dị, nhưng cơ mà rất là nghiêm khắc và đúng mực nhá. Cái mà lúc mà Mai sang tới Pháp ấy, người đầu tiên mà Mai muốn học hỏi đó là mẹ. Tại vì là dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa thì mẹ cũng rất là nhẹ nhàng, bình thường. Mẹ không bao giờ tỏ thái độ. Thì đó là may mắn là cái đức tính đó là ông xã Mai giống mẹ đó. Và Mai không cần nhìn ai xa, Mai cứ lấy mẫu người của mẹ. Và Mai cứ ước mơ sau này Mai được như mẹ. Là khi mà Mai mới sang á, Mai cứ nói với mẹ là con ước gì khi mà con 40 tuổi, con 50 tuổi con thay đổi được như mẹ. Và Mai cũng thay đổi tích cực hơn, thay đổi tốt hơn. Nhưng mà chắc chắn là được thay đổi được như mẹ thì chắc là khó lắm đó. Phải cần thời gian rất nhiều thì Mai mới hoàn thiện được bản thân mình. Moi je pense que les amis de la cantine, elles pensent je suis juive ou un truc comme ça. À chaque fois que je passe, elles me disent je t'ai mis du poisson au lieu de la viande. Moi je préfère le poisson pané que la viande, hein. Je dis oui. Ah bah alors, c'est pour ça. Oui, café au lait.
Sau khi mấy lần Mai pha cà phê nhiều nước quá đó, thì Mai được một vài người chia sẻ trên kênh của Mai là cho ít nước thôi, đánh bông lên, đánh nhừ, đánh nhuyễn lên. Sau đó là mới cho thêm nước vào và cho đá vào uống rất là ngon. Thì người Pháp ấy ít khi họ uống đá lắm. Mai thì ngày xưa chỉ có tặng mẹ cà phê nguyên chất, cà phê đen á, chưa bao giờ tặng theo kiểu cà phê sữa, cà phê pha sẵn như này. Thì lần trước ấy, em Ki có tới chơi, có cho Mai một hộp. Thế là Mai cho mẹ, là mẹ khoe là bạn của mẹ thích lắm. Mẹ không uống cà phê, nhưng mỗi lần mà khách tới đó thì mẹ pha rồi mẹ mời khách, rồi là mẹ khen là đây là quà của Việt Nam cho đó. Sau khi được cô chú anh chị các bạn trên kênh của Mai chia sẻ cách pha cà phê, thì bây giờ Mai cho bất cứ ai cà phê đấy, Mai cũng hướng dẫn pha như vậy đó, để pha một cách chuẩn nhất, ngon nhất. Đó, hộp bánh bánh đậu xanh ấy là Mai cho anh chồng Mai, và Mai chỉ còn một hộp nhỏ nữa là hết, và hạn sử dụng chỉ còn có một tháng nữa thôi. Tại vì hạn sử dụng rất là ngắn ấy, nên là Mai cũng nói với mẹ là chỉ còn một tháng nữa thôi thì mẹ phải ăn hoặc mẹ mời ai đó. Ok, hôm lần trước mẹ tới đây Mai quên, Mai không cho quà mẹ cà phê với lại bánh đậu xanh. Và bánh đậu xanh thì còn có đúng một tháng nữa hết hạn. Hôm nay thì Mai sẽ nhớ, Mai không quên. Ok, tại nhà Mai đã ăn cơm xong, hôm nay mẹ tới thì anh chồng này đến cả ngày ăn cơm gia đình Mai. Mai rất là vui, cho Mai xin dừng video ở đây. Và nếu cô chú anh chị và các bạn yêu thích video của Mai, chia sẻ đến cho Mai một like, comment và nhớ đăng ký kênh của hôm nay nhé. Cảm ơn mọi người. Bye bye.